Chiếc này tàu cái nha, 5 mét mấy về ngang nha cả nhà. Ghe tên là Bình Yên. Cái lái đôi lái đôi cao đàng hoàng nha. Năm mét mấy? 2 mét 4. Cái này tiếng máy của Cumin nè. Cabin 2 tầng. Cabin này đóng cao nha. Đó, cặp vô rồi. Cái này là chiếc cái nha cả nhà. Còn chiếc đực của nó nằm ở đâu thì chưa biết. Cặp vô đây biết làm gì. Thường là cabin cao á thì nhìn nó cũng đẹp đó. Nhưng mà con cái là sóng gió nó lắc lắm nha. Nên cái lái đôi nó cao nữa nè. Sóng gió lắc lắm, thật sự luôn. Bơm dầu xong rồi nha. Bây giờ chạy thôi. Cẩu thì 3 chân nha. 2 máng neo. Cái xa của anh nhỏ xíu à. Cabin cao. Chiếc này theo mình đoán là nó khoảng 21 mét đổ lại nha. Chiều dài á. Ngang 5 mét mấy, 5 mét 2 đến 5 mét 4 đó, khoảng đó đó. Bình Yên. Biển số nó mờ quá. Bạc Liêu, mờ quá mờ. Dàn mát của anh chút xíu. Anh làm gì nữa đây? Ở gành Hà Bạc Liêu này nước chảy dữ lắm. Rồng thì cũng rồng dữ lắm. Bây giờ làm gì nữa? Cái măng nèo của ảnh đóng vài thòn quá trời. Nhỏ. Tiếng máy này là tiếng máy Cumin nha, mà không biết là Cumin 500 hay là G4 đây. Bạn nào có biết ghe Bình Yên này là chạy máy gì cứ bình luận vô nha. Hộp số bao nhiêu thì cứ bình luận vô. Hiện giờ ở đây là buổi chiều rồi ha. Cảng thì hiện giờ không có ghe. Làm gì nữa đây? Ở khu này là cảng nha, còn cửa biển là ra ngoài kia lận. Thank you.
đâu rồi. Tàu đực nó nằm đâu rồi ta? Cái này tàu cái nha. Vậy là cặp vô cảng này để lấy cào nha. Đó, xe đang chờ đó. Cào lết. Cặp vô đây à. Bây giờ là mình ở đây, mình thấy gì mình sẽ quay cái đó ha. Chứ không sắp xếp được. Gắng cố gắng quay thật nhiều nha, ra nhiều phần. Cái này ghe lưới nha cả nhà. Bạc Liêu 91972TS. Bề ngang thì mình đoán là khoảng 5 mét mấy nha. Chiều dài là khoảng 22 mét đổ lại. 22 mét trở lại nha, chỗ này dài. Xài một máng neo. Ghe tên là Hải An. Chiếc này nếu mà cái phần lan can của nó cao lên chút xíu nó mới đẹp nha. Nhìn nó đồng thanh đồng thủ hơn. Lan can nó hơi thấp. Vậy là chuẩn bị cặp vô cảng nha. Ở đây nước chảy dữ lắm. Ở trên cabin thì cái anh này anh đang dựng cái cây thánh giá để treo anten đó. Này chắc lưới xù quá. Rời cảng rồi, lấy cào xong rồi đó nha. Vậy là miệng cào này là miệng cào bay. Tàu cái nha. Ghe thu mua nha. Ghe này 5 mét mấy bề ngang nha. Lấy chiếc nha cả nhà. Phước Thành 1. Trục bồ hú ghê. Chiều dài chiếc này theo mình đoán là khoảng 17-18 mét nha. Mấy anh công nhân đang làm việc. Mới lấy đá xong nha cả nhà. Anh làm cái dàn mát là
che bằng ton. Ghe hiện tại là đang chứa khẩm cho nên là thấy nó rất là nặng nề. Thu mua này là của Cà Mau 99324TS. Quá chai lộn. Không, thường thì thu mua khơi đó là chế độ như lắm. Vậy là chạy thẳng hướng đó rồi. Kéo sóng ghe nó khẩm nhìn đã.